Đã gần một tháng kể từ video gần nhất mà mình làm về Totga. Đương nhiên là một fan cứng của Totga như mình mà để cả tháng không làm về đội bóng mình thích thì chịu thế chó là được. Vì thế hôm nay mình sẽ làm video về một trong những cầu thủ quan trọng nhất của gà trống ở thời điểm hiện tại. Người đang mang tấm băng đội trưởng và là chân sút chủ lực của đội bóng sau sự ra đi của Harry Kane. Người đó chính là Son Heung-min. Ngôi sao người Hàn Quốc là một trong những cầu thủ mà mình thấy rất ít nơi thực sự làm nội dung phân tích lối chơi của anh. Đâu đó trên mạng chỉ là những video văn vở kể chuyện vớ vẩn về độ sát gái, về quá trình tập luyện khổ cực và về những câu chuyện bên lề linh ta hành tinh. Vì thế, đa phần những anh chị em mà không theo dõi Totga quá thường xuyên đều sẽ chỉ nhớ về Son Heung-min như là một ông người Hàn, chạy nhanh, sút khỏe. Chứ thực ra cũng không quá rõ về những ưu nhược điểm cũng như lối chơi của cầu thủ này. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn đi sâu tìm hiểu về tất cả những gì mình biết và có thể nghĩ ra về Son Heung-min nhá. Ok, bắt đầu thôi. Trước khi nói tới khoản dứt điểm đã làm nên thương hiệu thì chúng ta nói tới điều kiện cần để có thể dứt điểm cái đã. Đó là chạy chỗ. Đã khá nhiều năm nay Totga chơi phản công nên khoản chạy chỗ đôi khi nhìn tương đối là đơn giản. Đó là lý do mà mình thấy không nhiều người nói về kỹ năng chạy chỗ của Son Heung-min cho lắm. Chúng ta hãy cùng nhìn vào pha bóng này trước. Trận này là đá với Liverpool cũng từ khá là lâu rồi. Harry Kane là người đang nhận bóng và Son Heung-min dù xuất phát sau nhưng đang cố gắng để chạy vào khoảng trống mênh mông ở phía sau lưng hàng thủ của cò đỏ. Và đây chính là kết quả. Từ chỗ xuất phát chậm hơn, tiền đạo người Hàn Quốc đã vượt qua được đối thủ và có cho mình một vị trí thuận lợi để đón lấy quả chuối cực cong của Harry Kane và ghi bàn. Đấy, mấy pha dễ dễ và thiên về đua tốc kiểu này nó nhiều quá, nên là nhiều người nghĩ rằng là Son chỉ biết làm như thế thôi. Thực tế thì Son là một người rất là nhạy bén trong việc tìm kiếm khoảng trống để nhận bóng. Và đó là kết hợp giữa khả năng đánh hơi không gian cũng như sự hiểu ý và tin tưởng đồng đội một cách tuyệt đối. Như ở pha này, tôi nói thật là nếu chỉ nhìn vào khung hình này thì đéo ai ngờ được là Kane nó phất được góc nào đẹp đúng không? Nhất là khi pha này là từ năm 2017, tức là thời điểm mà tài năng chuyền bóng của Kane vẫn chỉ được biết tới với giới chuyên môn thôi. Chứ Kane lúc đó chưa tiến hóa thành một tiền đạo lùi sâu chuyên phất bóng như sau này. Nhưng mà Son Heung-min vẫn mạnh dạn lao thẳng về cột xa, húc thẳng vào quả chuối mà Kane vẽ ra để ghi bàn. Qua hai pha đó thì các bạn cũng nhận thấy rằng là nơi mà Son Heung-min yêu thích nhất khi chạy chỗ chính là vào khoảng trống ở giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Đây là nơi mà anh có thể khai thác vào điểm mù của trung vệ tốt nhất. Và nếu cần ví dụ cho những pha chạy kiểu này thì mình có thể chụp thêm hai pha nữa đây. Đây, pha này chạy chỗ vào giữa hai ông quá rõ luôn. Còn pha này thì ít khoảng trống hơn, nhưng mà ông số 23 của West Ham cũng bị khoét vào điểm mù, rơi vào thế bị động và đương nhiên là pha này thủng lưới. Có một điều rất thú vị về xu hướng di chuyển của Son Heung-min, đó là anh rất thích tìm kiếm những cơ hội dứt điểm ở khu vực half space phía bên trái. Bên cạnh cách lý giải đơn giản đó là anh đã dành ra tới quá nửa sự nghiệp của mình để chơi tiền đạo cánh trái, thì còn một lý do nữa, chính là đó là khu vực phù hợp nhất để nhận được những lực chuyền mang tính chất kết liễu của người đồng đội ăn ý, đó là Harry Kane. Để tìm hiểu hơn về khoản này thì anh em hãy cùng xem thêm video về Harry Kane mà bọn mình sẽ để ở dưới comment nhé. Năm nay thì không còn Kane nữa rồi. Về lý thuyết thì có Maddison, cũng thuận chân phải thay thế. Nhưng mà có một fact thú vị là đã 4 trận trôi qua nhưng mà Son và Maddison vẫn chưa có cho mình bất kỳ một đường chuyền nào cho nhau vào trong vòng cấm cả. Năm nay Son đã sút được 7 quả trong vòng cấm rồi và mới chỉ có 3 người chuyền được cho Son. Đó là Udogi, Poro và Solomon mà thôi. Rất mong là Son Heung-min sẽ tìm kiếm được một chân chuyền ăn ý mới trong thời gian sắp tới. Nói xong chuyện chạy chỗ thì chúng ta nói chuyện sút. Đầu tiên, Son Heung-min thuận hai chân. Như vậy là quá đủ để chúng ta mường tượng được phần nào độ nguy hiểm của đại sứ Samsung rồi đúng không? Trong sự nghiệp câu lạc bộ của mình thì Son đã có được 66 bàn thắng bằng chân phải và 47 bàn thắng bằng chân trái. Tức là tỷ lệ 58% chân phải và 42% chân trái, cực kỳ đều luôn. Để các bạn dễ liên tưởng thì một cầu thủ có thể ghi được khoảng 20% tổng số bàn thắng bằng chân không thuận là đã có thể coi là dùng chân không thuận rất là kinh rồi đấy. Cụ thể nhá, huyền thoại Cristiano Ronaldo, aka Lạc Đà Trưởng, có tỷ lệ bàn thắng bằng chân không thuận theo Understat là 23%, rất cao. Chân sút chắc chắn sẽ cạnh tranh quả bóng vàng tương lai là Erling Haaland, cũng chỉ có tầm 15% bàn thắng bằng chân phải. Và mình cũng từng phân tích một vài ông một que đến mức mà được có dưới 10% bàn thắng bằng chân không thuận cơ. Thật sự phải nể ông bố của Son khi đào tạo ra được một thằng con trai cân cả hai chân ngon ơ. Thuận hai chân là như vậy, Son Heung-min còn sở hữu khả năng dứt điểm thượng thừa. Thế nhưng mình sẽ không dành nhiều thời gian để nói về chuyện dứt điểm cận thành, mà thứ mà khiến cho Son Heung-min đặc biệt chính là khả năng sút xa cơ. XG trung bình trên mỗi cú sút của Son Heung-min chỉ là 0,13. Và đương nhiên, đây là một con số rất thấp. Rất nhiều tiền đạo cánh thiên về ghi bàn khác đều có XG mỗi cú sút rơi vào khoảng trên 0,15. Điều đó đồng nghĩa với việc những cú sút của Son Heung-min nhìn chung là tương đối khó và có khả năng thành bàn thấp hơn thông thường. Thế nhưng Son vẫn xử đẹp. Về cơ bản, Son Heung-min có sự táo bạo và tự tin để dám tung ra những cú sút xa. Và với chuyện sút xa thì đôi khi dám làm đã là đủ rồi đúng không? Những cú sút xa của cầu thủ người Hàn rất có lực và đường bay rất là mang tính liều ăn nhiều. Đây, pha này chắc anh em fan Totga nào cũng còn nhớ. Có khoảng trống một phát đóng luôn,
bóng lượn thẳng vào góc chữ A thì làm sao mà đỡ được. Một nhược điểm duy nhất của Son Heung-min trong khoảng dứt điểm đó là anh đâu có biết đánh đầu. Các nước châu Á chúng ta thì luôn luôn có rất nhiều cách kỳ lạ để có thể giành được những kết quả tốt hơn trong thi đấu thể thao. Nếu như những cầu thủ đến từ Nhật Bản có thể hiệu triệu sức mạnh tình bạn để giành chiến thắng, người Thái Lan thì có thể mời pháp sư đến phù phép cho sân, thì ở Việt Nam chúng ta có tuyệt chiêu cày sới mặt sân lên để đối phương không đá được. Nhưng mà ở riêng Hàn Quốc thì người ta chơi một phương pháp rất lạ, đó là bú nhân sâm các bạn ạ. Đùa thôi, nói thật là tôi cũng chả biết công dụng của cây nhân sâm Hàn Quốc nó thần thánh tới mức nào, tại vì làm gì có tiền. Nhưng mà có vẻ mấy ông cầu thủ người Hàn Quốc khi sang thi đấu ở trời Tây luôn luôn có được một thể lực rất là sung mãn, không thua gì dân châu Âu cả. Son Heung-min đương nhiên không phải là một ngoại lệ. Đầu tiên, về khoản body thì dù không đô con và cơ bắp cuồn cuộn như mấy ông Tây, nhưng mà Son Heung-min vẫn sở hữu một cơ thể có thể đi làm người mẫu được sau khi giải nghệ đấy. Chiều cao 1m84 và thân hình 6 múi như thế này, đi quảng cáo đồ lót thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Nói chung là nhìn vào cái body trên ảnh thì tôi thấy là quá ngon rồi. Độ ngon của Son Heung-min có lẽ chỉ thua chương trình membership của chúng tôi một chút mà thôi. Còn anh em muốn biết chi tiết chương trình membership như thế nào thì hãy cứ nhắn tin cho fanpage huấn luyện viên online với mật khẩu đó là DM Hào nhá. Đấy, body nhìn rất là ngon của Son Heung-min là đủ để cầu thủ này không bao giờ bị hành bởi mấy ông châu Âu mấy. Dù chưa bao giờ được coi là một cầu thủ có sở trường với sức mạnh, nhưng mà ít ra là Son Heung-min không bị quá yếu như là nhiều cầu thủ chạy cánh khác. Mà điển hình thì cứ lôi mấy cái ông cùng đội ra thôi. Nếu mà không tính Kulusevski bự con hơn hẳn nhá, thì những chân chạy cánh từng đá ở Tốt Gà mấy mùa chẳng mấy ai solo được với Son về khoảng sức mạnh đâu. Mura, Brian Gill, Cesc Nhông hay thậm chí là Bước Vai nữa. Bước Vai thì nhìn nó cũng to nhưng mà lúc đá trông yếu xỉu, lại còn nhanh thở oxy nữa. Tại Tottenham thì Son Heung-min luôn là một trong những người ra sân nhiều nhất. Gần như ở đa số các mùa anh đều ra sân trên 30 trận và có những mùa gần như ra sân cả mùa, chỉ thiếu có 1-2 trận gì đó mà thôi. Và khi ở trên sân thì bất kỳ ai cũng hiểu được thể lực của cầu thủ người Hàn là tốt đến như thế nào khi chúng ta hiếm thấy Son thi đấu với một sự lờ đờ mệt mỏi nào trên khuôn mặt cả. Điều này đặc biệt phù hợp với Tốt Gà trong giai đoạn mà họ chơi thiên về phản công dưới quyền của Mourinho, Nuno Santo hay là Antonio Conte. Có một lượng rất lớn trong số bàn thắng mà Son Heung-min có được ghi ở giai đoạn cuối trận, khi mà anh có thể khai thác vào thể lực và sự tập trung đã đi xuống của đối thủ để bung sức cho những tình huống phản công. Anh em nào fan Tốt Gà thì cứ xác nhận cho mình thông tin này nhá. Hơn thế nữa, kể từ khi sang Anh thi đấu, Son Heung-min gặp phải gọi là khá ít chấn thương, trung bình chỉ khoảng từ 1 tới 2 chấn thương tương đối nhỏ mỗi mùa. Từ mùa giải 15-16 đến giờ, anh đã chấn thương tròn 10 lần, bỏ lỡ tổng cộng 44 trận đấu cho cả Tottenham và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Một con số không phải là quá thấp đâu, nhưng cũng không thể coi là nhiều. Đa phần trong số đó là những chấn thương cơ đùi sau, một loại chấn thương cực kỳ phổ biến và dễ lặp lại mà đa phần các cầu thủ chuyên nghiệp kiểu gì cũng phải bị vài ba lần trong suốt sự nghiệp. Đã thế nhá, có tận 3 lần Son Heung-min dính phải những chấn thương khá là lãng xẹt và không hẳn là xuất phát từ thể trạng. Có 2 lần cầu thủ này bị gãy tay hay lật cổ tay gì đấy, và một lần là tranh chấp bóng trên không và bị húc vào mặt cho nên phải đi phẫu thuật và đeo mặt nạ. 3 lần chấn thương khá là dị này đã chiếm tới gần 1/3 tổng số trận mà Son Heung-min đã bỏ lỡ rồi cơ. Hay nói tóm lại thì bên cạnh tài năng của mình, Son Heung-min cũng là một cầu thủ luôn có được thể trạng tốt để có thể ra sân và cống hiến cho đội bóng khi cần. Không biết dê, khen nhiều rồi, giờ bắt đầu chê. Cái chê đầu tiên thì rất ngắn gọn và rõ ràng, đó là Son dê bóng không có giỏi. Đơn giản vì Son không có skill gì nhiều. Tất nhiên là anh không dê tệ đến mức phải chê thậm chê tệ, nhưng mà so sánh với nhiều chân chạy cánh khác và so sánh với chính những gì mà Postecoglou mong muốn ở những chân chạy cánh của mình thì đơn giản là Son không đủ tốt mà thôi. Son Heung-min thường ra quyết định rất là chậm và điều này ảnh hưởng tới tốc độ xử lý pha bóng của anh rất là nhiều. Khoản này thì mình sẽ nói ở phần sau. Bên cạnh đó thì Son Heung-min có một tổ hợp động tác khá là cứng và lộ mỗi khi anh định dê bóng hoặc là skill sở cùng các thứ. Vậy nên dê không hay thì cũng đúng thôi. Thế nhưng vì Son Heung-min chạy rất là nhanh và như đã nói ở trên rất là khôn khéo trong việc chú ý và nhận định tiềm năng của các khoảng không gian trên sân, nên anh vẫn dê được trong những tình huống có nhiều không gian để tăng tốc. Đây pha này chẳng hạn, nhận ra tư thế của trung vệ đối phương đang bất lợi trong việc bứt tốc và xoay người thì Son quyết định sộc thẳng qua cái khe ở giữa hai ông luôn. Và kết quả là như thế này, anh vượt qua hết bằng tốc độ của mình, hút thêm một trung vệ nữa mở khoảng trống to đùng cho Harry Kane. Hoặc bạn nào muốn xem trực tiếp cái trò dê bóng bằng kiểu chạy thẳng không cần skill này thì cứ gõ lên YouTube là Son Heung-min Goal vs Chelsea, hoặc thay tên Chelsea bằng Burnley là được nha. Xử lý chậm và không gọn gàng. Đức Phật dạy rằng quay đầu là bờ. Là một người chắc là cũng theo Phật giáo thì Son Heung-min hiểu điều này hơn bất kỳ người đồng đội nào khác của anh tại Tottenham Hotspur Stadium. Cũng chính bởi lẽ đó mà Ronaldo thì có signature move là Ronaldo Chop, Neymar thì biết gấp bóng, Anthony thì biết xoay compa, còn Son thì biết quay đầu. Tuy trời phú cho Son khả năng chạy chỗ siêu khủng và dứt điểm hai chân như một, ông trời cũng rất khéo léo cân bằng game khi đã lấy đi khả năng ra quyết định của anh. Điều này đôi khi khiến cho số 7 từ một sát thủ vòng cấm trở thành một trò hề với những cầu thủ phòng ngự đối phương với những pha xử lý khá là hỏi chấm mà chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu ngay sau đây.
Lấy ví dụ trong cái pha phản công rất thoáng này đi. Đội trưởng của Spurs có đủ không gian và thời gian để thoải mái quan sát và chuyền bóng. Trong bức ảnh này thì mọi người cũng có thể thấy rằng Son đã quan sát được James Maddison và Mano Solomo nắm bứt tốc rất là nhanh để nhận một đường chọc khe. Thậm chí nếu như khó quá thì vẫn còn Kulusevski đang di chuyển ở cánh phải để cung cấp thêm hỗ trợ ở biên. Nhưng bỗng nhiên, ngôi sao người Hàn nghe thấy tiếng vang lên. Son quyết định nghe lời bề trên, ngoặt bóng 180 độ ngược về, xong lại ngoặt bóng quay lại hướng cũ trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ lẫn khán giả, rồi mới chịu chuyền cho Maddison. Nhưng mà lúc này thì các cầu thủ phòng ngự của Burnley đã kịp lùi về cả rồi, và dĩ nhiên là đường chuyền ấy vô hại. Ở một pha bóng khác từ mùa giải năm ngoái đi, nhận đường chọc khe rất đẹp từ Harry Kane, Son có tới hai lựa chọn là nhanh chóng dứt điểm ngay bằng cái chân phải rất là ngoan của mình, hoặc là nhả bóng lại cho Ryan Sessegnon đang băng lên ở phía bên dưới khi đang có lợi thế 2-1. Nhưng mà cuối cùng anh ta chẳng chuyền cho Sessegnon cũng chẳng sút ngay, mà lại đảo chân xong mất cũ bóng luôn. Cay thật. Đây, còn pha này thì thôi nhé, tôi chán không muốn nói luôn. Điều này phần nào đó khiến cho mình khá lo lắng khi Son đám ở một vị trí mà không phải thế trận nào Son cũng có cho mình thời gian và không gian để thoải mái quan sát và ra quyết định. Đó là tiền đạo cắm. Mà đấy là chưa kể là anh điểm G cũng làm gì có khả năng chuyền bóng tốt lắm đâu. Như anh em có thể thấy trong pha bóng này, số 9 mới của Tottenham đã phải lùi xuống khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối phương để nhận bóng từ trung vệ đội nhà. Cầu thủ người Hàn mất tới 3 nhịp để xử lý bóng trước khi chọc khe cho Pedro Porro băng xuống. Đường chuyền ấy cũng không có đủ lực và gây khó cho Porro trong việc xử lý bóng. Gặp mấy đội yếu yếu kiểu Burnley hay là Fulham thì không sao, nhưng mà giả sử trước một West Ham thi đấu rất kỷ luật và luôn luôn giữ một cự ly đội hình cực tốt và dễ dàng cô lập được Son khỏi các vệ tinh xung quanh, thì mình tin rằng là anh ta sẽ có phần lúng túng và phung phí những cơ hội của mình. Mà anh em nhìn mấy pha bóng mình đưa ở trên thì đều là những pha mà Son được gặp những đội bóng thích dâng cao, nên là đá cũng thoải mái phết rồi đấy. Chứ gặp mấy đội đá low block mà cứ xử lý chậm chậm thì khuyên thật là anh em fan tốt cứ thủ sẵn quyển kinh gì đấy ngồi niệm cho nó tịnh tâm. Đấy, video đến đây là hết rồi. Anh em nào thấy video hay thì nhớ là mua membership cũng như là like và subscribe ủng hộ bọn mình nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.